rằng một ngày nào đó ông sẽ quay trở lại với vị trí huấn luyện trưởng của đội tuyển Việt Nam hay không? Đây là biểu cảm của ông Park Hang-seo sau khi được hỏi về khả năng trở lại vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam trong một sự kiện diễn ra vào ngày 27 tháng 3 tại tỉnh Bắc Ninh. Cuối cùng, người hâm mộ bóng đá Việt Nam trước đó có bạn là tôi đây là rất nhiều rồi. Còn ông có nhiều bóng đá Việt Nam và ông có nghĩ tới một ngày nào đó sẽ quay trở lại với vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam không? Lần đầu được hỏi, vị chiến lược gia này chỉ cười tươi và trả lời tránh nội dung. Tuy nhiên đến lần thứ hai người dẫn chương trình nhắc lại câu hỏi thì đây là biểu cảm của ông Park Hang-seo. Difficult question. Thank you. Hiện huấn luyện viên Park Hang-seo đang là một trong những nhà cầm quân được nhiều người hâm mộ Việt Nam mong muốn dẫn dắt đội tuyển sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với ông Chu Xie. Cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam đang là cố vấn của câu lạc bộ Bắc Ninh và quản lý học viện bóng đá cộng đồng do ông sáng lập. Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đang làm việc ở Việt Nam trong suốt hơn một năm qua kể từ khi kết thúc hợp đồng với VFF.